Buổi sáng, tại xã Mông Sơn, một cô gái xinh đẹp với chiếc quần màu tím quyến rũ xuất hiện. Chúng tôi quyết định để đảm bảo an toàn cho cô gái sẽ không quay lên mặt. Cô gái đấy đã trở thành mục tiêu tranh giành của hai chàng trai vô cùng đẹp trai và quyến rũ. Đầu tiên là chàng quần đỏ. Nói một câu đi em. Giơ chân lên không tao bắn mày rụng chim. Đối thủ của anh là một thằng quần dài. Mày tưởng tao hút mày sao? Nghe xem đây. Hết.